Xin chào các bạn. Chào anh em. Đây, tiếp tục chủ đề về VF8. Thực ra thì cái xe VF8 này nó có cái hoàn thiện khá là tốt. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề, đó chính là cái độ ồn ù ở trong xe, và nhất là đi vào những cái cung đường xấu, bê tông, đúng không? Bê tông. Vậy thì giải pháp nào để có thể giảm thiểu được cái ồn ù ở trên VF8? Thì hôm nay lại tiếp tục ông bạn tôi, anh Kiên, chuyên gia chống ồn của xe, và anh sẽ nói rằng cho mọi người biết rằng cái quy trình đo kiểm thử xem cái độ ồn ù ở trên chiếc VF8 nó như thế nào và đo theo cái phương pháp nào. Xin mời anh Kiên. Rồi, ok. Thì trước đây anh em có bảo nó ồn thì có gì đo được không? Có đo tất. Chứ bảo thế anh em sẽ hay bảo thế thì đo khi như thế nào? Anh em có hỏi đo là có tiêu chuẩn ồn không? Có đây này, ISO này, ISO 5128 này. Cái này là phiên bản 1980. Nhớ anh em nhớ nhá, ISO 5128 không? Tên của nó là Acoustic này, Measurement of Noise Inside Motor Vehicle, là đo độ ồn ở trong xe. Đúng là cái chuẩn mình đang đo này luôn này. Thì trong quy chuẩn đo ồn này người ta sẽ nói rất là rõ lĩnh vực đo là gì này, bạn test những cái gì này, thiết bị đo như thế nào, measurement equipment đo như nào, anh phải cái mic mà các bạn đang đo này phải đạt tiêu chuẩn là IEC 651 này, môi trường đo như thế nào, tình trạng đường ván nó là thế nào, tình trạng xe thế nào, trong này người ta mô tả rất là kỹ xe tốc độ đo như thế nào, và đặc biệt ở đây nó có một cái phần này, vị trí mic này, ở đây nó có hai vị trí mic này, nếu trong xe mà không có người anh đo tĩnh anh phải đặt vị trí mic ở giữa cái ghế đây, cái vị trí A đấy. Nhưng hiện tại đây ta vừa đo đi trên đường, ta sẽ vị trí B đây, vị trí đây, đây là cái vị trí đây, đây vị trí B nó gần tai người nhất, đây là vị trí của cái mic này đây, đây là phương pháp đo. Còn ở đây chơi đo ta sẽ đưa lên với một phần mềm đo, phần mềm là phần mềm Reo đây này, các bạn có thấy không, độ ồn nó thay đổi này, rồi đo đo này, không 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 này đấy. Thì trong lúc này đo mình sẽ vẽ đồ thị đấy, thì sẽ thấy là cái đồ thị dừng ở đây, và từ quá trình đo mình sẽ phân tích độ ồn như nào đấy. Vậy trong hôm nay ta sẽ đo bằng 3 phép đo. Phép đo đầu tiên thì ta sẽ đi thử qua vạch giảm chấn, vạch giảm chấn như anh em đã thấy là cái phản ứng của cái xe độ ồn của giảm chấn như nào, ta phân tích đấy. Phép thứ hai ta sẽ đi thử qua là đường, đoạn là đường xấu nhất ở gần đây mình là có đoạn đường hầm đại lộ Thăng Long, đi qua cái chỗ đoạn đấy là đường bê tông mà mình sẽ đi với tốc độ là 60 km một giờ, về đấy cho phép 60 km một giờ. Tại sao tôi chọn cái hầm đấy? Vì thứ nhất là cái hầm nó rất là ồn, cái thứ hai trên đường hầm ấy nó không bị gió tạt ngang. Chứ đúng nếu rồi, ta đi trên đường như này nhé, thứ nhất là ta ồn ở trên các lộn vài, thứ hai là hôm nay ví dụ trời gió mùa đông đang về này, ta sẽ bị gió tạt ngang, cho nên là cái độ ồn từ lốp lên này đôi khi mình bị lẫn vào cái độ ồn của gió đấy. Thì ở đây trong ta xe này lúc ta đi thử rồi thì ta là cái độ ồn của dưới gầm xe này nó đang nhiều nhất, phải ta đo đúng ở đấy. Và phép thứ ba ấy thì ta sẽ đo và ta quay cái mic ra đằng sau và đo cái độ ù ở đằng sau khoang xe, để lúc ta thấy cái khoang xe này tương đối rõ. Đấy, ba phép đo đấy. Thì mà tất cả phép đo là ta đều thể hiện đo lại bằng đồ thị, để sau đó về phân tích lại, và sau khi làm chống ồn ta sẽ đo lại và đúng cái điều kiện như thế để phân tích lại xem là nó được cái gì và không được cái gì, đúng rồi nha, tổng nhất là thế nha. Ok giờ bắt đầu đi lên nào. Được, let's go. Chắc ăn dùng luôn cái mic này để quay luôn quá trình đo trong coi anh em thấy mình đo như nào nhá. Đây cái này vẫn đang nhảy, không nói dài trái đi, trái bên đây đi qua phải cảm chấn, nhưng mà đi 40 cây thôi, 50 cây bắt đầu lúc không nó bị long chọc cái nội thất thì cái đo nó không chuẩn. Thấy rõ không? Này, phải 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 ban đầu này, này, phải này, cái chỗ này lúc này anh phải giảm tốc độ, là có cái anh công an kia anh giữ đúng không? Đúng rồi. Và chỗ này ta phải lên này, cái chỗ này là to nhất, anh biết tại sao hai cái chỗ này to nhất không?
cái đoạn cuối đám cưới anh đạt đủ 40 cây một giờ. Đấy thì với chung đấy anh đạt đủ 40 cây rồi thì ồn cái đó khoảng 74-75%, cao nhất là lên khoảng 78, lúc này là mình ta rơi một cái gì ở trong nội thất xe của mình đúng không? Đây này, nó ở đây này, nó ở 75 dB này. Còn đấy tốc độ thấp hơn 30 cây lúc anh đi ấy, thì nó khoảng ồn nó ở đây này, đỉnh ở đây này, nó khoảng từ 72 đấy. Đấy là tất cả những điểm đấy đều là qua những người giảm tốc đấy, đúng không? 72-75 đấy. Vậy thì cái xe này nó sẽ ồn khoảng quanh quẩn đâu đó 75 dB ở trong điều kiện đi 40 cây một giờ. Bây giờ đi qua hầm Thăng Long đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua hầm Thăng Long đúng không? VF8 có một cái hay là nếu mà đi ở trên đường phẳng ấy thì nó rất là êm. Đấy. Nó chỉ phản ứng khi lúc em vào đường xấu. Đúng. Đường đoạn rồi lâu anh em thấy không? Cái chỗ đoạn này này, cái đường phẳng này ở bên dưới nó chỉ có tầm 60-64 dB thôi. Nhưng lúc này đi vào đường xấu ấy, và cái chỗ đoạn hầm Thăng Long nhà, ông ấy nó 74 dB nó bên nhau 10 dB. Vừa rồi ta đo cái chứng từ Hà Nội anh thì ông này ông nghe từ đại ông Long hướng về Hà Nội thì cao nhất nó khoảng trong tay khoảng 45 dB này, 44 dB này. Đây, cái đỉnh là 44 dB. Lúc qua đường 74 dB nha, 74 dB qua lúc qua cái chỗ là đường bê tông. Còn nếu mà không phải đường bê tông thì ông này nó chỉ khoảng 64 dB, cực kỳ êm luôn. Đúng rồi. Đây này. Anh nhớ cái đoạn này không? Đây. Cái đoạn này là đoạn bê tông đúng không? Bê tông hết bê tông phát ngang ngay, quay nhau 10 dB. Đấy. Bây giờ ta sẽ đo cái chứng còn lại cho như nào nhá. Xin nói với các bạn là đây là chiếc xe VF8 phiên bản Plus có cỡ lốp là 245/45R20 là 20 inch. Và đây là cũng là cái chiếc xe mà nguyên bản chưa có can thiệp bất kể gì về chống ồn hay là lắp thiết bị gì cả, hoặc là tráng lốp gì cả. Và cái xe này cũng không phải xe của tôi. Và cái xe của tôi thì tôi đã tráng lốp rồi, thì tôi cảm nhận là nó có tiếng ồn ù, nó có mềm hơn xe này. Tuy nhiên thì cái đấy nó cũng chưa khiến tôi được thỏa mãn, và chính vì vậy mà tôi với cả anh Mèo đã quyết định là phải kiểm thử và sẽ ra một cái phương án để xử lý được cái tiếng ồn ù này, đúng không? À, lộn lại phát thứ hai, cái này thì cái mic ta không đặt đây nữa. Đứt mic ta đặt sẽ quay ra đằng sau để đo cái độ ủ cốp, vì cái xe này nó bị cái bệnh là cốp đằng sau nó khá là ủ. Đấy. Quãng đường vẫn quen thuộc mà. Quay là Đại Lộ Long chiều hướng về phía Hà Nội. À, đi qua hầm. Đấy, cố gắng duy trì tốc độ 60 cây giờ. Đo lại xem là cốp nó có ổn được trước không. Tiếp tục quay ngược quay lại và ta lại đo lại một lần nữa, cứ xếp cái này lại. Làn kia nhé, cái làn này còn những cái chỗ nó bật cái kia nó lên khoảng
cái decibel. Cái này trường này lúc mà mình đi vào cái làn ở giữa ấy, nó có mấy cái gừ ấy, nó ở dưới. Đúng cái rồi, cái làn ở giữa thì nó có các cái nước, cái à, nước của xi măng mà của các cái xe trộn bê tông ấy nó chảy xuống. Đúng, thì nó gây ồn rất là nhiều ở đấy. Đây lên là 81 decibel, 80 chấm mấy này. Okay. Rồi. Ghi lại. À, vừa rồi thì chúng tôi đã tiến hành đo qua phép đo. Một là đi qua gờ giảm tốc ở tốc độ 40 km/h. Thứ hai là đi qua hầm Đại lộ Thăng Long ở cái nền đường bê tông có độ ù nhiều và đo ở micro quay đằng trước theo đúng chuẩn ISO. Micro đây quay đằng trước theo đúng chuẩn ISO. Và phép thứ ba là vì xe này nó ù cốp nhiều, mình đặt mic quay đằng sau đo riêng cái cốp độ ù cốp. Thì mình thấy là cái cốp đằng sau nó ổn hơn cả cước, nó khoảng 4 decibel, đúng không? Và cái phép thử này thì chúng tôi đã ghi lại các cái thông số để sau khi mà chúng tôi đã tiến hành các cái phương án phương pháp chống ồn giảm thiểu ồn thì chúng tôi lại tiếp tục đo lại giống y như này, xem nào. Giống y hệt như này và xem cái hiệu quả ra làm sao. Thì xin mời các bạn đón xem ở phần 2 của video. Được hay không được anh em cũng chia sẻ nhé. Chào mọi người.